Đây. Trời ơi. Cũng khá là dơ nha các bạn. Rồi, ok. Có pin trong đây nữa. Có hai cục pin trong đây nữa. Có hai cục pin trong đây nữa. Trời ơi. Rồi đây các bạn, đây mặt tiền của nó đây. Rồi, chừng cứng qua bên đây. Rồi lấy ra đi rồi lấy dây sao? Cứng rồi. Bị cứng dây hả? Cứng dây à? Bị Rồi. sát quá. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì video hôm nay Vũ sẽ cho các bạn cùng xem bên trong cái nội thất của con loa Columbre Big Sky. Đây là size lớn nhất của Thiên Vũ mà Vũ đã từng review cho các bạn. Và chia sẻ các bạn thêm một thông tin là cái con loa này không phải là con loa của Vũ mà là con loa của khách hàng. Và chiếc loa này Vũ đã bán cho khách hàng cách đây hình như là được khoảng 5, 6 năm gì đó, 5 năm hay 6 năm gì đó. Và đây là thời lúc đó nó vẫn đến bây giờ thì con này vẫn là cái con hoành tráng và khách hàng vẫn còn công nhận, thì trước giờ chơi loa thì cái con này vẫn là cái con mà nghe phê nhất. Và trong đó mà ảnh đã chơi con Rồ 8 rồi nè, chơi 16 nè, rồi chơi những cái hạng mục khác rồi. Và vừa rồi thì anh đã mua thêm một bộ mới đó, sau đó anh gửi lên đây cho nhờ Vũ vệ sinh. Thì để vệ sinh con này, thật ra con này nó cũng không có dơ gì, nhưng mà vì khách hàng rất là tin tưởng Vũ thì vẫn cho Vũ mổ bụng cái con này ra, vệ sinh bên trong coi nó có dơ gì hay không, thì vệ sinh của driver. Thì sẵn tiện cái video này Vũ làm cái nội dung này để cho các bạn xem được cái kết cấu bên trong của cái con driver to nhất, cái con Columbre này các bạn, để cho những khách hàng có thể xem biết thêm về cái chất lượng của sản phẩm ở bên trong, từ ngoài cho đến bên trong. Và những anh em kỹ thuật khác, mà những anh em Việt Nam mà chúng ta có được điều kiện để tham khảo những cái kết cấu ở bên trong này, để chúng ta có thể update thêm cái kiến thức, để chúng ta có thể có cái kiến thức cách làm của những cái hãng loa, để chúng ta có thể nâng cấp cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức của mình để setup những cái đam mê của mình làm những cái loa ở cái thương hiệu Việt Nam. Ví dụ như vậy, chúng ta có thể học, chúng ta có thể tự đóng thùng về cái cách đóng thùng, cách đi dây, chọn driver, chọn phân tần, ví dụ là như vậy ha. Ok, và video này không phải là review để bán hàng, mà video này để cùng mời các bạn cùng xem. Vũ sẽ chia sẻ những cái công nghệ, những cái kỹ thuật, những cái cách ở bên trong của con này nha. Ok, giờ thì mời Duy mình sẽ mở ra trước. Còn cái nội dung mà test cái loa này thì Vũ đã có video test cho các bạn rồi, các bạn xem cái nội dung phía trước các bạn sẽ thấy Vũ test con loa này, còn video này sẽ cùng mở các bạn. Rồi, ok, đây đây là cái con thanh Columbre, nó rất là to các bạn, nhưng mà các bạn thấy không, đấy nó là nhôm nha các bạn ha. Rồi cái con này thì các bạn thấy không, cái phần ti này các bạn, nó là ti 6, nó bốn cái kia ti 6 này, bởi vì khi mà xài 6 năm giờ di chuyển nó vẫn rất là chắc chắn các bạn. Đó, đưa lên gì? Đấy. Bạn thấy không, xài 6 năm rồi các bạn, 5 năm 6 năm rồi nó vẫn còn ngon lành. Cái này là khách hàng đã thấy các bạn không, socket vẫn rất là chắc chắn các bạn, lắc không hề rung rẩy luôn nè, cameraman thấy gần nè, lắc không hề có vấn đề gì cả. Đó. Còn chỗ này xước là nhiều khi chúng ta chọt cái ti vào nhưng mà chúng ta chọt không chính xác thì nó sẽ xước vòng vòng xung quanh cái lỗ tròn này thôi, thì nó cũng không vấn đề gì. Đấy, M8 thương hiệu của Đức. Đó. Rồi, ok, và đây mình sẽ xoay một vòng camera bên đây. Và cái bánh xe này được khách hàng lắp đặt, các bạn thấy tiền của các bạn. Đấy. Khách hàng được lắp đặt thêm bánh xe này đi chơi được các bạn thấy không? Để chơi ở nhà, đem vô nhà hoặc là những đi chơi đem ra cái sân, sân nhà khách này rất là to, hoặc là những cái buổi tiệc các bạn thì khách sẽ sử dụng cái cây này. Đó. Như khách này mua mình chắc cũng đâu 5 6 cây rồi, 5 6 cây loa Columbre. 5 6 cây đúng không? Nhưng mà cây này cây ảnh chơi, cây này cây ảnh thích nhất đó, cây này được 6 năm rồi, 5 năm 6 năm rồi. Ok, đấy thì các bạn thấy khách hàng họ rất là smart, còn một khách hàng là chủ động. Và cái bánh xe này không phải là Vũ gắn cho khách hàng, cái nào ra cái đó. Thì cái này là khách hàng tự gắn, không phải là Vũ gắn, nhưng mà thật ra khi mình khách gắn như vậy thì cái việc mà di chuyển rất là hay các bạn. Này Vũ sẽ update thêm đó. Rồi bây giờ sẽ mở cái nắp thùng ra, Vũ cũng chưa mở cái con này bao giờ thì cùng Duy hỗ trợ mở ra kiểm tra. Thì thật ra mở ra cho các bạn coi bên trong và chia sẻ rồi review các bạn cái driver nó như thế nào thôi, chứ còn cái việc mà vệ sinh thì thật ra Vũ sẽ dùng cái máy hơi rồi dùng cọ rồi mọi thứ để vệ sinh ở bên trong đó. Đó. Đây. Bạn thấy không, như Vũ hay review này những cái hàng này, những con ốc nè các bạn, đấy thấy không, lúc nào nó cũng có phân loại màu hết á. Vũ cái này review khá nhiều là những cái hãng loa Bose, những cái hãng loa LD, những cái hàng mà nhập khẩu á, thì tất cả nó đều có những cái con ốc phết màu như thế này đa phần nha các bạn. Vũ cũng không dám khẳng định là nó chắc chắn hay không, tại vì thật ra hãng loa nó trên Việt Nam mình rất là nhiều thì Vũ cũng chưa được va chạm hết, gọi là tất thù thù tất tần tật được, nên mình cũng không dám khẳng định được nó. Nhưng mà đa phần Vũ mở rất là nhiều thì
Vũ thấy như vậy thì chia sẻ cho các bạn. Đó. Rồi Duy mở đi. Rồi. Đây, Duy mở rồi. Nè các bạn thấy bên đây còn một con nè. Rồi trong quá trình Duy mở, Duy cứ mở đi. Nè, đây con của Vũ nè. Đấy, đây là con mới của Vũ nè. Đó, bữa Vũ quay cho mọi người nghe con này cũng con M8 nè. Thì Vũ đã từng quay cái con này đánh 2 súp nữa các bạn ha. Đó, đánh 2 súp. Đó. Và con này thì để đợt tới Vũ sẽ quay review 2 súp ở đánh với SBL lớn ở trong cái nội thành Hồ Chí Minh cho các bạn cùng nghe, các bạn cùng thưởng thức nha các bạn. Coi là cái tiếng decibel nó có át luôn cả những cái tiếng độ ồn, cái độ ồn môi trường của cung đường ở Sài Gòn và trục đường Trần Hưng Đạo là một cái trục đường chính, xe rất là đông nha các bạn. Thì cái độ ồn nó rất là đông nha, rất là lớn nên thử coi, mình sẽ test coi nó vượt qua được cái độ ồn đó không. Đó. Rồi. Đây là vali của ảnh. Đấy. Đấy. Ảnh nâng cấp lên thêm cái con vali này tại vì mấy cái bộ mới phụ bán cho ảnh á là Vũ đều xài cái có con vali này. Đấy, làm sẵn hết rồi bạn. Đây. Cái bộ này Vũ bán mấy năm rồi, ngày xưa Vũ bán cho ảnh nè. Đây mở cho bạn, sẵn tiện mở cho bạn coi luôn. Ây da. Trong quá trình Duy mở nắp, từ từ đẩy ra nha Duy. Để cho mọi người cùng coi cho nó vui. Đấy. Soundbit 599, bản này bản đời đầu của Vũ đó các bạn. Đó. Đời thứ hai, xin lỗi các bạn, đời thứ hai. Đó. Đây, cái X180 lâu lắm rồi. Tem nó còn mát luôn các bạn. Chưa lột tem luôn đâu các bạn. Anh xài bộ lâu lắm luôn rồi đó. Đó, thì anh xài mấy cái bộ khách thời Vũ thường sử dụng những cái bộ như thế này nè. Là nó rất là tiện, vừa đi chơi được, để chơi gia đình cũng được. Nhưng mà gia đình thì không khuyến khích nha các bạn. Thì thật ra nhà kiểu là nhà nghỉ dưỡng, nhà resort á, thì chúng ta mua về chúng ta chơi hay có tiệc tùng, chúng ta không cần phải thuê những cái nhạc về, những cái hệ thống âm thanh về, chúng ta tự cái hệ thống mà chúng ta chơi. Đấy. Rồi, quay lại chỗ này nè. Caramel đứng phía trước quay vô đi. À, chưa biết nó như thế nào nữa. Đó. Rồi, đây. SE, đây là thương hiệu nhập khẩu từ Đức. Nhưng vẫn là made in China các bạn. Các bạn biết kênh Thiên Vũ trước giờ là bán hàng thì hầu như là những cái nguồn gốc xuất xứ đều rất rõ ràng cho khách hàng từ giai đoạn đầu. Để cho khách hàng có đầy đủ thông tin nhất và cái việc lựa chọn sản phẩm nào thì đó là quyết định của bạn. Vì đó là tiền của bạn thôi. Đó, Vũ chỉ là đưa tất cả những cái thông tin cho các bạn thôi. Đây. Trời ơi. Cũng khá là dơ nha các bạn. Rồi, ok. Có hai cục pin trong đây nữa. Có hai cục pin trong đây nữa. Trời ơi. Rồi đây các bạn, đây mặt tiền của nó đây. Đây. Nè, các bạn thấy chưa? Vũ mở loa các bạn thấy không? Tất cả những cái đồ á, họ đều có một cái lớp cao su non để luôn luôn ghép vào để nó tránh cái ma sát, để đánh nó sẽ tránh làm nhiễu cái tạp âm, để có những tiếng động không cần thiết và gây lo bị rè bị nọ. Thì đó là những cái vật chống các bạn. Đấy, họ điều kê luôn các bạn. Nên cái phần mặt lưới á, các bạn ở một số thùng ở Việt Nam mình thấy rất là ít quan tâm những cái chi tiết nhỏ này. Nhưng thật sự là những chi tiết nhỏ này nó làm cho cái lo mình nó đầm, nhìn nó rất là xịn. Luôn cả cái ron này các bạn thấy không? Đấy, những cái lỗ ron nè. Nó rất là mỏng. Đấy. Nếu mà là Vũ á, thì Vũ sẽ cho cái này nó sẽ dày hơn một tí xíu. Không sao, và mình sẽ dùng cái con ốc, mình dùng cái lực ép nó để cho nó có độ chắc và cái độ đàn hồi, cũng như là cái độ chắc, độ đậm của nó sẽ không có bị xê dịch, thì sẽ tránh ra cái sự nhiễu. Rồi, driver bên đây là cái driver này là bass kép V. Là bao nhiêu inch nha? Hình như nó là 12 inch. Bass 30 nha các bạn ha. Bass kép 30. Đấy, bạn thấy không? Đây cameraman quay cái thùng đi đó, được có dịp quay cho các bạn cùng coi, những khách hàng cùng coi, không cần gần quá nha, vừa vừa thôi nha, cái nào cần gần gần nha cameraman. Đấy, từ từ ha. Đấy, đây những cái phần cụm đây các bạn ha, để giữ hai cái thành thùng này, có hai cái tràn ngang ở đây. Đấy, và gỗ này là ván này ván 8 ly nha các bạn ha, 10 ly nha các bạn nha, 10 ly đó, ván là ván ép nha các bạn, ván ép lớp nha. Rồi, ok. Ở đây cũng vậy, phần này thì nó cũng trang như vậy nhưng mà nó được dạt góc này nó dạt khoảng tầm 20 độ nha các bạn, 20 độ, 15 độ. Đấy, để lên trên này, chứ nó không đưa lên gờ này. Đấy. Rồi. Và cái phần V này nó không phải áp sát thùng đánh V ra mà nó sẽ có một phần nảy ra. Cái phần nảy ra này nó rơi đâu đó khoảng tầm 10 phân. 10 phân.
10cm, sau đó mới giật V vào. Và nếu mà dựa vào ở góc này thì cái giật V vào thì hai góc ngã này đi vào hướng tâm thì nó sẽ rơi đâu đó ngã khoảng 15 độ cho mỗi loa. 15 độ cho mỗi loa nha các bạn. Đấy, rồi, ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay, mình mở cái driver cho các bạn coi bên trong. Như vậy là mình rất là khó mà mở được cái bo, mình chưa mở được. À, khá là dơ các bạn. Tại vì những cái con này các bạn, cái lỗ hơi nó chơi ngoài trời các bạn. Thì cái việc mà dơ hay là bụi mà vô cái hệ thống trong thùng là chuyện rất là bình thường. Mà huống chi là cái loa này đã được sử dụng 5 năm, 6 năm rồi. Đó. Lâu lâu mình có cơ hội để mình làm cho các bạn coi cái nội dung. Đấy. Rồi Duy ơi, ngã phụ ra Duy. Đúng không? Rồi, rồi. Rồi, ok, ngã kê lên, đúng rồi, kê mới dài đó. Rồi, ok, vậy là nó sẽ kê cái tấm này lên đây thì nó sẽ không có bị những cái cấn, những cái nút. Đó. Mà thấy chưa? Cái góc chạc này khoảng 15 độ các bạn. 15 độ à. Đó. Nói chung là rất là mới các bạn, này mà lau chùi vệ sinh thổi bụi cái là sạch sẽ liền. Cái này á thì gân nó, cái màng của nó là sử dụng màng vải các bạn, gân vải có dầu, sử dụng hai gân đấy. Và con này rất là to, các bạn thấy cái dòng con nó không đấy, bạn thấy không, rất là to các bạn, cực kỳ to luôn. Ồ, cái này nó cũng khá vất vả các bạn, muốn lấy cái driver con này ra cho các bạn coi, chắc Vũ chỉ mở một driver cho các bạn coi để tham khảo thôi nha, vì mở ra khá cực. Đã làm video thì ráng mở cho các bạn xem. Ừ, nó khá là sát. Rồi, Thiên ơi cho anh mượn cái đèn pin mini cho Thiên. Đèn led pin. Đó, để Vũ lấy cái đèn led pin gọi cho quá trình Duy làm các bạn. Các bạn biết tại sao Vũ dám mở không? Tại sao Vũ không dám mở con mới không? Tại vì cái con này giá trị nó cũng tương đối là cao các bạn. Nên Vũ cũng không dám mở. Mà khi mà đã mở ra thì hãng của họ cũng chẳng bao hành đó các bạn. Việc mà mở cái những driver lo này là do mình, do đại lý cũng như là do Vũ là cửa hàng Vũ thích làm. Cũng như là mê muốn mở ra để coi cái cách họ làm để mình hấp thu được những cái kiến thức của những cái hãng lo họ làm. Để mình rút ra những cái kinh nghiệm cốt lõi á, để sau này mình cũng có một chút kiến thức để mình tư vấn khách hàng cũng như là mình nhận biết về loa. Để giống như là bây giờ như Vũ có thể là nhìn một cái driver loa, cái độ sâu của thùng hay nhìn đến cái độ dày của thùng hay là cái bố cục ở bên trong cái nội thất, như là cái phần trăm của poly, thì Vũ có thể là biết là cái con loa nó đi hướng thế nào và chất nó sẽ đánh ra làm sao. Đó, cũng là nhờ cái việc mở loa các bạn. Đấy, là Vũ mở rồi đây. Hơi khó xíu, chịu khó đi một hướng đi Duy, đừng cố làm nhanh. Chịu khó. Ừ. Khó thì cũng khó, mất thời gian thôi. Ừ. Không sao. Rồi. Bị hai con các bạn ha, nên Vũ chỉ mở ra xong rồi Vũ sẽ mở cái driver phía sau cho các bạn coi thôi. Chứ còn mở hết chắc không mở hết được. Tại vì chắc chắn ở bên chỗ này là phần cứng, phần kính đó các bạn. Đây chỗ này kính hết trơn rồi, nó không có cái bất kỳ một thứ gì cả. Đấy, cameraman quay xung quanh nè, các bạn thấy ở trên nè, đấy phần trên nè các bạn. Đó, phần cái học trên nè. Đấy, đây là phần trên nè các bạn. Tức là sao cái dây á, ở đây là họ giật cấp cái hộp thùng đây nè. Họ giật cấp xuống để đưa cái này các bạn, cameraman qua đây. Bạn nhìn là các bạn sẽ hiểu được cách làm của hãng đấy. Thì họ làm cái này, cái socket đây nên là cái dây điện nó sẽ được đi ra phía sau, cái lỗ nó sẽ nằm ở phía sau. Còn ở phía trước là hầu như là họ không chừa bất kỳ một cái lỗ nào. Và hơi họ tập trung đánh về phía trước hết. Đấy. Nhưng mà về phần cái cách mà họ đóng thùng nhìn nó rất là chắc chắn các bạn. 6 năm rồi. Đúng không ta? Anh này anh mua đúng rồi. Anh mua 2019, đầu 2019 hay cuối 2018 gì đó. Anh nhớ là như vậy. Đợt đó là Vũ chưa ra công ty các bạn. Ảnh ủng hộ Vũ và lúc đó hình như là mua, lúc đó là mà test cái con lo này các bạn, là test ở bên đường Nguyễn Văn Cừ á. Đó, nó test ở đường Nguyễn Văn Cừ á. Đó, thì ngồi ở ngoài quán cà phê test luôn. Chứ showroom ngày xưa Vũ, showroom ngày xưa của Vũ nhỏ xíu à. Cái con này để vô là coi như là hết chỗ luôn các bạn.
bán khá là nhiều. Mấy cái con này các bạn biết sao không? Nó những cái quán F&B hoặc là những cái quán mà chơi aquatic á, nếu mà với một ngân sách đầu tư muốn khỏe, muốn lực mà chất âm phê, đánh xa thì những cái con này nó rất là tiện. Tại vì sao? Nên Vũ đã từng review về những cái công năng của nó các bạn rồi, thì các bạn sẽ rất là tiết kiệm, các bạn có thể tận dụng. Còn đối với những cái sản phẩm như dòng BA, những cái dòng mà đi rải hay là đi lắp đặt á, thì những cái dòng đó sau khi mà chúng ta muốn tận dụng nó sẽ rất là khó. Vì chúng ta chọn những cái dòng column như thế này á thì chúng ta có thể linh hoạt hơn trong quá trình mà chúng ta thương mại. Đây là Vũ đang nói chia sẻ về góc độ khi mà chúng ta chọn lo dành cho thương mại nha các bạn. Là ví dụ những chủ đầu tư F&B, nhà hàng hay là resort hay là những hạng mục nào mà mang tính chất thương mại thì nó sẽ được linh hoạt hơn. Nào là đem ra ngoài, đem vô trong, đem lên trên, đem sân thượng hay là rất là linh hoạt, hoặc là đem qua cái chuỗi khác, quán A để mình tận dụng lại, để mình trình diễn những cái buổi event, những cái workshop mà mình xây dựng cho những cái quán đó. Đó, nó là như vậy. Thì nó sẽ tận dụng rất là nhiều và nó tiết kiệm cho mọi người rất là nhiều. Đó. Còn dòng BI chúng ta lắp cố định, chúng ta không di dời. Đó, mà muốn di dời phải tốn tiền công, tốn nhân công, tốn tháo dây, chỉnh dây, nói chung là rất nhiều thứ. Đó. Đó là bởi vậy cái việc mà chúng ta đi mua loa là chỉ là một việc, và các bạn phải gặp một người hiểu về sản phẩm và hiểu được luôn cả về cái cách bạn kinh doanh, sẽ tư vấn cho các bạn một dòng loa các bạn sẽ tiết kiệm được cái chi phí nhất và khai thác nó triệt để. Đó là một khoản tiết kiệm, cực kỳ tiết kiệm đó các bạn ha. Đó, Duy đang cố gắng mở, các bạn hơi khó xíu. Mình Vũ chỉ muốn mở là mở cho các bạn coi cái driver á đó. Bản thân Vũ muốn mở cho bạn coi driver, bạn thấy cái phần 30 mà các bạn thấy cái con nó to, rất là to. Đó. Con này nó vả kinh lắm. Rồi, sắp xong rồi bạn gắn như vậy. Nó hơi cứng các bạn, cái thế này nó hơi khó các bạn. Nó khá là khít, cái góc V này khá là khít. Rồi, ok. Ừ. Nhẹ chưa? Dạ rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, ok, xong. Gom gọn đi. Rồi, ok nha. Rồi, ok, giờ Duy sẽ mở ra giúp Duy từ từ. Rồi, chừng cấn qua bên đây. Rồi, lấy ra đi rồi lấy dây sao? Cứng rồi. Bị cấn dây hả? Cứng dây rồi. Rồi. Cứng dây rồi. Rồi, xoay qua. Bấm vô thôi là... Từ. Rồi. Từ. Căng quá đúng không? Không, chưa. Giữ nguyên, giữ cái này nè, giữ nguyên vậy nè. Bấm cho. Đâu rồi, đây. Nhấn vô, rồi xong. Rồi, ok, up lại. Rồi, đây là phần driver của mẫu loa bass của thương hiệu SE Audio Technique các bạn ha. Đấy, với cái con này là cái công suất hãng đưa ra là 1800W. Đấy. Đấy. Bạn thấy chưa? Đây là driver. Đây, nó có để Vũ, các bạn chờ Vũ xíu, Vũ cầm cho các bạn coi. Đây, cameraman thấy nha. Đây. Logo. Số email của hãng đàng hoàng. Đầy đủ thông tin. SE, mã driver, website, số email của driver. Đó. SW12ALA3.3.1 đây các bạn ha. Nè. Subwoofer các bạn, cái cũ driver 12 inch AL. Đấy, còn đây là số series. Đấy. Ồ, số nó số đẹp nha, 39 luôn ha. Rồi SE nè, đó, họ để rất là rõ ràng. Đây, các bạn thấy chưa? Đó. Rồi, bạn đây là cái cuộn nhện của nó. Cầm giùm giúp, đấy. Đó, và từ các bạn thấy không? Phần khung rất là chắc. Đó. Đánh rất là tốt. Đó. Đó, driver nhìn đơn giản lắm, nó cũng không quá nặng đâu các bạn, nó cũng không quá nặng lắm đâu. Đó, đây là bass 30. Đó. Đó. Rồi, ok. Mình sẽ tạm thời mình bỏ qua nó một bên. Bỏ qua một bên đi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nhìn bên trong cái thùng. Caramel, cho anh mượn cái đèn. Rồi, đây là bông thủy tinh. Đây là cuộn, này là cái cuộn dây. Đây là cái power. Như vậy các bạn thấy nè, cái cam để Vũ lấy ra cho các bạn coi luôn.
Cái này nè các bạn, cái này là họ không phải họ dán keo các bạn, ở đây là cái đinh ghim u các bạn, họ bắn vô cái gỗ luôn nên nó dính, Vũ không muốn mở ra nó nên Vũ sẽ kéo các bạn thôi, nhưng mà thật ra nó cũng đơn giản lắm các bạn. Đây tức là cái phần họng sau này nè, cái phần họng này nè, nói chung là vuông góc đây các bạn, đưa ra hình đứng đi, tức là xa ra cameraman gần quá đo đây đây nè đó. Thì họng, cái họng đứng của nó đó, nó sẽ được cắt ngang thẳng như thế này luôn, dù là nó đang như vậy mà thường bạn để, nhưng mà họ được cắt ngang thẳng như vậy luôn, tức là khoang này là cái khoang hoàn toàn độc lập, sau đó nó được gạt về như vậy đấy, và nó chỉ cho đúng cái sợi dây công suất dây loa đi vào bên trong thôi, và nó có một cái cản ở đây, và nó cũng không cho để cho lỗ hơi các bạn. Đây các bạn, ở đây có một cái cản đây luôn, tức là nó thậm chí là nó che lại luôn đây nè các bạn, đây đây đó, đây nè, cản lại luôn chứ nó không cho, hầu như là không cho lọt bất kỳ ấu gì qua bên khoang bên kia đó. Cái dây này là dây công suất dành cho những cái driver, tổng cộng mấy dây, 1 2 3 4 5 6, tổng cộng là 8 dây nha các bạn ha, 8 dây loa dành cho loa full các bạn, dây nhỏ này dành cho loa full nè, còn 2 dây lớn này là dành cho 2 cái driver loa bass nè đó, bên kia sẽ đối xứng y chang như vậy, dây lớn, còn loa full nó sẽ là 8 dây, loa full nó sẽ lên chỗ này các bạn, nó sẽ lên đây, đây bạn, đấy, loa full nó sẽ lên đây, đó, 8 sợi dây nó sẽ lên cái cây này, đấy, đó, ok, rồi, được chưa, rồi, bây giờ mình đi vô lại, rồi, bây giờ Duy ơi mang cái cây trap vô đi, đừng mở cái trap ra cho mọi người xem, ừ, cái cây trên cùng á, là được rồi, để cái mọi người có thể hình dung. Đó. Ừ. Rồi Vũ sẽ mở cho các bạn cùng xem nha. Rồi, đó dựng đây nè Duy, đứng đây, đứng ngang lên chứ đừng có khum người. Dạo này Vũ ít lên video á, là các bạn nhiều khách hàng hỏi sao dạo này thấy vô khách hàng vô mua hàng á hay hỏi sao dạo này thấy ít Vũ lên video á, thật ra một phần á là Vũ cũng khá là bận. Không là bận gì cả đâu, thật ra vì Vũ đang tìm kiếm, đang chung là đang tìm kiếm nhiều brand, nhiều nói chung là tìm kiếm sản phẩm ngon mới để giới thiệu cho các bạn, chia sẻ những thông tin cho các bạn, những khách hàng. Cái thứ hai là bệnh đó các bạn. Đó. Rồi bây giờ đây là họng strap, đây các bạn, Vũ thích nhất cái họng strap của SE, coi họng strap của SE đi rất là xa các bạn, họng này đi rất là xa. Duy từ trước khi mở con này nè, Duy mở dùm cái nắp đi, Vũ thích cái con này đây. Những cái con những cái con trước á là Vũ đã từng mở cái con IC38, các bạn có thấy driver bên trong cái cụ strap nó làm rất là kinh hoàng luôn các bạn, rất là đẹp, mà nhìn cái cách đấu nối của nó bên trong nó làm rất là kỹ đó. Thì bây giờ mình sẽ mở cái con to này của nó để các bạn cùng xem. Ok, mở đi. Rồi để mình mở hết luôn đi nha, mở hết một lần đi. Ở đây là nó sẽ có hai họng strap nha các bạn, đó nó sẽ có hai họng strap đó. Đấy. Đây riêng cái con này á là sẽ chép là chép đứng, nhưng mà riêng cái con này là sẽ ngã khoảng đi ngã 5 độ các bạn, để đối với cái hãng mà như Bow á thì cái cách mà họ bố cục ngã như vậy các bạn, giống như Light Ray, gọi là Ray Z các bạn, tức là nó sẽ cong, thật ra cái việc cong định hướng á, nó chỉ là định hướng cái âm thôi, để nó tối ưu làm sao cái việc giao thoa giữa hai cái củ trap này nó phải đều, và cái độ phủ nó phải mở rộng hết sức để cho cái người nghe được đủ giải nhất hết có thể. Nên là cái việc mà những cái con này nó có ngã hay là có nghiêng một tí xíu, là thật ra cái hàm ý của những cái driver ngã nghiêng như vậy là chỉ là tối ưu. Còn mà việc ngã nghiêng mà nó phải đáp ứng được các bạn, chứ mà còn chúng ta nghiêng mà ngã mà nó mới ở con này ngã bên này, con ngã kiểu cung ở giữa nó bị mất á, thì cũng chung là cái đó là bị sai các bạn, thì hãng nó sẽ tự tối ưu. Còn ở đây á, mình ở Việt Nam về công nghệ hay là về những cái phòng test cho đến mọi thứ nó sẽ không có được đầy đủ như cái nhà sản xuất, thì mình ở dựa trên những cái kinh nghiệm mà mình làm được nhiều lo để mình đúc kết ra thôi, mình đánh giá các bạn. Rồi đây, rồi ok rồi Duy ơi, bây giờ Duy mở cái nắp ra giùm Duy. Bạn thấy cái họng chép của con IC38 trên này rồi các bạn, cameraman đây IC38, hai cái họng chép
nha các bạn. Là Vũ đã mở rồi, các bạn xem search lại trên cái kênh của Thiên Vũ là cái IC38. Đó, bây giờ là cái con M8 nè, con khủng của nó nè. Rồi. Đây. Rồi, Vũ mở cho, ráng lấy dây. Nè, cameraman, lấy phần cái dây nè, lấy ra nè. Đó, các bạn thấy hỏng nó chưa? Đó. Cây này đã 6 năm rồi các bạn thấy cách nó làm một cái driver lo. Rồi, lấy lên. Rồi, từ từ. Mở socket ra, lấy ra, bóp nó, nè bóp việc ra. Bóp vô, nó có cái gờ đó, kéo xuống. Nó hơi trơn xíu. Đó, rồi bên đây. Rồi, đây. Ok chưa? Đây. Bạn. Xịn nha các bạn. À, hồng chép của SE đang xài thương hiệu này các bạn. Yeah. À, Citizen. Hôm nay thật ra thương hiệu Citizen đang bắt đầu ở Việt Nam. Thật ra cái thương hiệu này á là một thương hiệu làm cũ loa driver lâu đời nhất. Mình nghĩ là điều nhiều khi các bạn, luôn cả những người anh em làm âm thanh cũng chưa biết cái thương hiệu này. Thật ra thương hiệu này họ làm cái driver lâu đời nhất, nhưng họ không bán loa nha các bạn, họ chỉ bán driver thôi. Đó, rất là lâu đời, cũng rất là nổi tiếng. Đó. À, có những dòng loa thương hiệu lớn và nổi tiếng họ cũng sử dụng driver vào trong này, do là chưa có những cái nội dung, chưa có những video mổ ruột ra các bạn xem. Đó, giống như là những cái cũ BNC vậy đó, họ chỉ thiết kế về driver lo thôi. Thì đây là cái thương hiệu Solution. Đó, và gần đây hãng này đang hình như là đang bắt đầu để ý đến châu Á và họ đang bắt đầu làm loa rồi các bạn. Đó, nhưng mà họ chỉ mạnh về cái driver thôi nha các bạn. Đấy. Và đây cái cũ trep các bạn thấy nhìn rất là đầm và chất lượng không? Đây, cameraman đây. Cái họng thôi nè. Đây, cái dịp quay cận cảnh nè. Cái họng nè các bạn. Nó là hình đi theo kiểu xoắn ốc nha các bạn. Xoắn ốc. Đấy. Được chưa? À, thấy góc không? Nó rất là cái cấu trúc nó rất là phức tạp nha các bạn. Và bây giờ thật sự khi mà Vũ rọi như vậy, Vũ cũng chưa định hình được là cái, Vũ chỉ hiểu cái này nè. À, một cái nguyên lý một rất là cơ bản về cái góc độ là đầu vào to, đầu ra nhỏ thì nó sẽ tạo ra xa. Còn đầu vào nhỏ, đầu ra to thì nó sẽ gần. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Đấy, hai cũ collection. Đừng để lộn nha Duy. À, rồi ok, đây hai cũ. Tức là hai cũ chép luôn các bạn. Đó. Rất là xịn, nhìn rất là hầm. Đó. Sang có thể quay qua đây xem. À, đó các bạn thấy chưa? Hai cũ chép đó. Đó thấy chưa? Column 100 triệu. Nó là như vậy đó các bạn. Đó. Rồi ok, tự rất là dày các bạn. To, dày, mập. Nút à. Cái phần cấu trúc này nè các bạn. Nó sao ta, phải dùng từ nữa sao ta. Nó cứng lắm, nhìn nó rất là chắc và nhìn nó rất là, lo này lâu rồi mà, chứ đâu phải là mới đó các bạn. Đấy, rồi, cầm giùm cái xe Duy. Rồi coi đây mình mở cái họng nè. Đấy. Gọi gì bị chá, gọi trên gọi xuống Duy. Ừ, gọi gần xuống được mà gọi ừ đó. Đó, vậy mọi người mới thấy rõ được. Đó. Vũ làm nội dung thì vừa học hỏi mà vừa chia sẻ đam mê của mình để cho các bạn có thể học. Đấy, cái họng bên trong các bạn. Đây. Camera mình thấy không? Nó chia rất là nhiều like các bạn. Vũ thì chưa mở những cái dạng họng như thế này thì Vũ cũng chưa. Vũ chỉ biết là nó nén thôi. Đó. Còn này là những cái phần mà nó tản ra thôi. Thì nó sẽ đi rất là xa. Đó. Nó làm cho cái chép đi rất là xa, thì thật sự là cái con SE này cái chép đi rất là xa các bạn. Đấy, đây một cái ron. Đó, đây. Họng đây nè. Đây, nói chung là đây một cái họng đây nè, gọi gần có thấy được. Nó như một đây một cái họng đây. Nó như quả tiễn các bạn. Cameraman gọi gần nữa, đánh hắt đèn mình mới thấy được bên trong. Tại vì đây là đồ của khách hàng nên Vũ có thể mở ra được và gắn lại được rất bình thường, nhưng mà Vũ không muốn can thiệp sâu. Đó, nó như là một quả tiễn bên trong, một cái lôi bên trong vậy đó các bạn. Đấy. Ok chưa? Rồi. Ok. Cục này nằm. Đây là cái mã của hãng đó các bạn. Để cho anh em kỹ thuật có thể biết. CDX1101. Đó. Thương hiệu.
Đây, củ này sản xuất mất Argentina bình thường các bạn ha. Đấy, collection. Đó. Đó. Đây, mã. Thấy chưa? Bạn thấy chưa? Rất là đỉnh. Rồi, ok. Rồi. Ồ. Nè các bạn quay, các bạn quay đây nè các bạn. Con này nè các bạn, nó Maui 44, tức là cụ trép này nó cũng được áp dụng trên cái con LD system của Maui 44. Nè các bạn, con SE này và con LD system nó sẽ là cùng một nhà xưởng các bạn, tức là một nhà xưởng. Đó, một nhà máy đó, các bạn thấy chưa? Đây con này của, như vậy là con Maui 44 nó cũng sẽ xài cái cũ giống như vậy. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhưng mà đối ở góc độ của Vũ thì Vũ đã từng review với các bạn, là đã chia sẻ thẳng với các bạn là cái con này về đánh độ phơi, đánh về độ lực, đánh về FPL á, thì con này nó mạnh hơn rất là nhiều. Mạnh hơn rất là nhiều thì Vũ đã từng nói là nếu mà giữa chọn 3U44 thì chúng ta nên chọn MA8. Cao tiền hơn một tí xíu thôi, nhưng mà mình đổi lại cái hiệu suất mình nhiều hơn hẳn. Đó là Vũ đã chia sẻ với các bạn rồi. Rồi ok, Duy mở driver lo đi Duy. Đó. Rồi mở driver đi. Rồi ở đây nè, nhôm nè. SE chuyên gia chơi nhôm. Đây, các bạn thấy đường ron nào? Bạn thấy không? Nhôm này họ đúc hoàn toàn, các bạn thấy không? Bạn nhìn đường viền nè, đó, một bộ độ rọi đèn các bạn thấy nè. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Cái bông thủy tinh nè. Rồi, bây giờ tới driver jab, Vũ sẽ mở cho các bạn con driver jab. Ờ là xin lỗi, mở các bạn con driver mid. À. Mở một hai củ rồi nha Duy. Lấy cái lưới ra luôn. Lấy cái lưới ra đi, chứ lắp mệt lắm á. Phải chụp cái lưới ra. Ừ, đó, sẵn tiện. Rồi, ở đây nè các bạn, Vũ cho các bạn coi cái này. Cái này là cái đầu tiên, nhưng mà Vũ nhìn Vũ hiểu. Cái thanh này nè các bạn. Đây, cái thanh này nè. Lần đầu tiên một cái lo Vũ thấy, nó là thanh nhôm. Và nó có một miếng cao su khá là cứng. Nó ở đây nó không phải là để tán âm. Các bạn cái này là rất là hay đó các bạn. Các bạn nên học, ở các bạn làm loa ở Việt Nam, nếu chúng ta học được chúng ta học đó, biết thêm là cách nó làm là nó, đây là một phần nhôm đúc nó khá là mỏng đây đó. Thật ra mỏng là ở đây là Vũ nói là cái độ mỏng của nó thực tế khi nhìn ngoài thôi, chứ thật ra đối với một con lo như vậy là rất là dày so với một con lo với kích thước với công suất như vậy đó. Thì cái thanh này nè đó, họ dán dài từ đây đâu hết không, như vậy là họ dán dài hết cái má thành đây nè các bạn. Rồi camera đứng bên để cameraman mỏi tay quá, clip này sẽ dài. Cái thanh đó nó được kéo dài từ đây ở từ trên xuống đó, và nó là một cái chất liệu cao su, nó giống như vỏ bánh xe, mềm nhưng mà không cứng. Các bạn biết nó làm gì, để làm chi các bạn? Như Vũ đã từng review và chia sẻ với các bạn cách cái mà độ dày của cái thùng á, cái độ dày cũng như cái độ mỏng của thùng nó cũng sẽ gây ra cái sự quyết định của cái chất âm của cái lo của bạn nó đi ra. Thì hãng nó làm cái điều này, tức là đồng nghĩa là cái vỏ này nó vẫn chưa có đạt. Thì hãng họ làm như vậy là để giúp cho cái độ vững, cái độ dày nè. Nếu mà cái này mà được lột ra thì Vũ sẽ gõ cái này thành là beng beng. Nhưng mà nếu cái này mà được dán như vậy nó sẽ gọi là cọc cọc. Thì nó giống như là nó tạo, nó dùng cái miếng này để nó cố định, nó giả lập, nó giúp cho cái thành vỏ này nè nó dày hơn. Và đương nhiên nó sẽ tạo ra cái được cái âm sắc chắc cũng như là độ dày của cái driver mid và high. Đó là cái cách họ làm các bạn. Cái này là bạn phải nên học nè. Tại vì đây là lần đầu tiên Vũ thấy cái lo làm, nhưng mà Vũ hiểu được cái cách làm này của họ, tại sao họ lại làm điều đó. Đó, Vũ nhìn Vũ hiểu được. Nó nhưng mà nó giả lập cho cái phần này nó lo. Còn nếu mà cái này mà chúng ta làm dày quá thì chi phí nó sẽ đội lên rất là nhiều các bạn không? Để lo nó sẽ lại tiếp tục lại là tăng giá tiền. Mà khi tăng giá tiền á, mà người của chúng ta thường thường là chỉ trả tiền những cái gì mà mình thấy, còn những cái gì cốt lõi bên trong chúng ta không thấy là chúng ta hầu như là nghĩ nó bán mắt, hoặc là nghĩ nó không đúng, nó và chúng ta không coi trọng nó. Thật ra cái độ dày thành vỏ của những driver lo này nó rất quan trọng cho việc âm thanh nha các bạn. Các bạn lưu ý điều đó nha. Thì đó là một hãng, một sự cách xử lý của một hãng này. Thật ra ở góc độ kinh doanh thì mình cũng cần phải nên học về cách này. Thứ nhất là giảm cái giá thành sản phẩm xuống, người ta có thể tiếp cận được, và cái chất lượng đầu ra của sản phẩm cũng như là tăng cái độ dày của thành vỏ vẫn đáp ứng được, tức là
đáp ứng được thành vỏ và sản phẩm vẫn được giữ giá mềm để khách hàng có thể tiếp cận được. Chứ còn mà đúc mà nó dày lên cùi như thế này nữa là tiền nó lại đội lên nữa. Đó, cái đó một cái rất là hay, mình đánh giá cao với hãng này và cách làm này của hãng các bạn. Đây, Caramel quay ra phía sau. Đây, chúng ta mua lo chúng ta phải hiểu được hết, chúng ta phải hiểu được cái giá trị của nó, cái cốt lõi của nó. Chúng ta hiểu bề ngoài thôi chỉ là bình thường, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái cốt lõi của mỗi cái driver họ làm và hiểu được ý đồ của nó, thì nó chúng ta mới hiểu được cái sản phẩm mà chúng ta chơi. Đấy, đó các bạn thấy không? Như vụ được phán đoán đúng không? Tất cả thành nè, 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng là 5 giải dành cho cái độ dày này. Tăng cái độ dày này, nó cứng đó các bạn. Đó, đó, ha. Rồi, đây là những món nói. Đây, mấy sợi ta? 1, 2 sợi lớn. 2 sợi lớn. Đây kia mắt song song. Đó. Rồi, đây là cái cuộn cảm, cameraman quay. Rod server của nó. Đó. Đây là con rod server của nó, các bạn thấy không? Đấy, đây còn rod server của nó. À. Rất là ngọt các bạn ha. Đây, đây là củ nó. À. Đấy. Rồi. Ok. Rồi, ok. Đây là driver. À, Duy đã mở được một driver cho các bạn. À, Vũ không thể mở hết cho các bạn coi được nha các bạn, thì bị mở ra nó lát ráp lại lâu luôn các bạn ơi. Đó, đây. Ở đây có 4 cái màu xám nè. Rồi. Nó chỉ quay, nó chia á. Rồi, các bạn, đây. Driver đó các bạn. Các bạn thấy không? Ở đây nè, đây là thanh trên đúng không? Đây, đây là 4 màu nó phân loại các bạn driver nè. Này Vũ đợi nè. Bạn thấy cái con không? Này, cái nón của nó nè, cái nón nè. Cái nón 1 2 3 4. Thì Vũ đã từng nói là cái con SE khi mà chúng ta đưa cái tai vào á, đưa cái tai vào á thì các bạn sẽ nghe được cái dải âm đi lên từ từ, từ cái mid low đi lên 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 và nó cao dần, giống như là Vũ phán đoán là nó mỗi driver nó đang đáp ứng cho một cái dải nào đó cụ thể. Chứ nó không đánh loạn nha, nó không đánh chung nha các bạn ha. Thì đó, đó là cái cách đó. Thì Vũ nghĩ như vậy, nó chia như vậy, tức là có con lo này là driver dưới nó cũng y chang như vậy. Thì đồng nghĩa với việc là con này nó đang chia ra đánh hai trụ, giống như phân tầng nó giải quyết cho hai bên vậy bạn. Thì cái Vũ chưa mở hết, nhưng mà Vũ nghĩ khi mà nó phân loại ra như vậy để nó biết nó lắp là cái driver này, cái code này, cái con driver này đang tập trung cho giải nào, nó gắn cho đúng chỗ. Chứ còn nếu mà tất cả bằng hết, nếu ở tại xưởng họ sẽ gắn lộn. Nhớ các bạn, gắn lộn thì ví dụ như tự nhiên tiếng giải cao trên đây mà nó lại nằm ở phía dưới này thì nó bất hợp lý. Nên cái việc mà đổi cái màu này nó cũng giải quyết cho vấn đề là khi mà nhân công người ta thi công từ màu này đứng ở giải đây là tổng cộng là 16 driver đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8. Trên kia cũng y chang như vậy. Tổng cộng là 8 8 16. 16 driver, 17 18 driver, 2 driver chép, 16 driver mid. Đó. Đúng không? Các bạn không? Nên như vậy là các bạn thấy hiểu không? Tức là bên kia cũng y chang như vậy, nó sẽ có 4 driver này thì nó sẽ đi từ giải giải lên. Nó đi đúng giải đúng số đàng hoàng. Đó. Rồi, bên trong phần dây. Phần dây ở bên đây thì nó đi bằng socket xong nó sử dụng co nhiệt. Đó, đây còn đây driver của nó các bạn. Đây. Quay gần cảnh driver đi. Đó. Rồi các bạn thấy chưa? Cameraman quay cho mọi người cùng xem. Đó. Rồi, Duy ơi, mở giùm con driver kế bên luôn đi. Hai màu khác nhau, nó khác nhau cái gì? Mở một con thôi. Lát gắn lại mệt lắm á. Đó. Hôm nay thì anh khách mà gửi cho Vũ á, để vệ sinh lo thì cũng sẽ biết được cái sản phẩm mình mua sắm này vẫn ngon lành. Đó. Đó các bạn thấy không? Cái máy này máy dành cho khoan tường luôn mà nó đổ keo đến nỗi mà chúng ta phải nói là nó chắc. Mà chúng ta phải nghe bạc 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 ra luôn đó. Từ từ, chân dưa chưa vô ngàm. Đó. Bạn nghe tiếng tạch tạch thì các bạn biết không? Đó, xả ốc ra mà nó nghe như vậy. Đó. Có số email cho từng driver hết nha các bạn. Có số email cho từng driver hết. Collection này nè, nói tiếng này. Một con thôi. Rồi để nguyên. Để nguyên. Đây, SE nè các bạn. Đấy, SE. Các bạn, đây. Đúc hết nha các bạn. Khung của hãng này là đúc hết hoàn toàn chứ không phải là dán nha. Không dán nha các bạn. Thương hiệu là đúc hết hoàn toàn luôn.
Đó. Đấy. Rồi, ở đây. Khoan để coi số coi. Ở đây số không phải. Ở số này 1804193 này số khác. N3 đây. Đây 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 đây, N23 đây. Nè các bạn. Như vậy là cái dãy thứ nhất là N1. Cái dãy dãy thanh kia. Thanh kia chắc chắn nè, các bạn đây nè, vũ mở ra nè. Ở đây là NO002. Đây là NO003. Đó các bạn thấy không? Còn tất cả các số nó đều giống nhau. Như vậy cái kia là NO001. Đây là nó nguyên một cái dãy âm riêng. Cái thanh nối giữa đó các bạn. Ở đây là 8 driver luôn các bạn. Nhưng mà 8 driver này là thanh riêng, chắc chắn nó sẽ là NO001. Thì đơn giản mình làm phương án loại trừ là mình sẽ hiểu được cái cấu trúc, mình không cần phải mở, mình vẫn sẽ biết được cái cấu trúc nó làm. Đấy. Như vậy là đã setup, tức là mỗi driver nó đã định vị hết rồi, tức là vị trí nó phải nằm ở chỗ đó cho mỗi từng driver. Chúng ta không được di chuyển cái driver này đem lên phía trên. Hết pin các bạn. À, nãy Vũ đang nói đến cái giai đoạn là driver trên không được đem xuống dưới và driver dưới không được đem lên trên. Lưu ý nha các bạn ha, luôn cả driver chép cũng nên né nha các bạn, cũng như là vị trí nha các bạn. Đó, ok. Như vậy là Vũ đã cùng các bạn trải nghiệm khui xong, cũng như là đã cho các anh em, những khách hàng, những bạn đam mê cái âm thanh cùng hiểu hơn một hãng lo làm ra một chất âm rất là xịn, rất là ngon, và trong cái tầm giá này thì các bạn có thêm được kiến thức, và những anh em có thể ở Việt Nam đam mê có thể tạo ra những cái lo hay hơn dựa vào những kiến thức mà Vũ chia sẻ, cũng như là những cái thương hiệu lớn mà họ đã làm ra những cái driver lo này. Ok, như vậy bây giờ video chắc cũng khá là dài rồi các bạn, cũng gần cả tiếng rồi. Tại vì trong quá trình mình làm, mình đã vừa bao gồm là vừa mở, vừa diễn giải, vừa phân tích, vừa chia sẻ cho các bạn, thì nó đương nhiên là cái nội dung nó sẽ khá là dài nên sẽ không thể tua được. Tại vì nếu tua thì những cái hiểu mà mình chia sẻ với các bạn sẽ không hiểu hết, thì sẽ đâm ra nó sẽ dễ bị sai. Nên đó là những cái video mà Vũ đang làm ra thì nó sẽ dài hơn so với những cái nội dung video mà quay review những cái kênh khác. Ok. Ok, như vậy là cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng Vũ hết video dành cho một nội dung chia sẻ mổ ruột, cũng như là những kiến thức của dòng lo thương hiệu đến từ Đức SE-MA8. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Video lần sau Vũ sẽ quay review cho các bạn hai con súp đánh kép với nhau, và với cái độ cao gần 3 mét của con lo này đánh ở ngoài trời sẽ xem như thế nào nha. Bây giờ khát nước quá, giờ uống nước nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video này nội dung hay và hữu ích và giúp cho các bạn hiểu hơn, những anh em mà thấy thích hơn, phê hơn, thì đừng quên cho Vũ một like và cho Vũ những động viên để Vũ có động lực để làm nhiều video để chia sẻ đến các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Cảm ơn Sang và Duy đã hỗ trợ làm video này. Uống nước rồi, mệt quá.